ai mà không thích sô-cô-la? Có rất nhiều thứ để thích. Có lẽ đó là lý do tại sao người ta ước tính rằng người Mỹ trung bình ăn gần 12 bao sô-cô-la mỗi năm. Ở một số hình thức, sô-cô-la cũng có thể tốt cho sức khỏe của bạn. Ví dụ, cacao rất giàu polyphenol, một loại chất chống oxy hóa có thể giúp điều trị huyết áp cao và quản lý các gốc tự do trong cơ thể, có thể dẫn đến viêm và tổn thương mô và tăng cường sức khỏe tổng thể. Nghe có vẻ tuyệt vời, phải không? Thách thức với sô-cô-la là ăn cacao hoặc bột cacao nguyên chất không thể thú vị như thế nào, chủ yếu là do vị rất đắng của nó. Do đó, sô-cô-la mà chúng ta thưởng thức thường rất không tốt cho sức khỏe do chứa một lượng lớn đường để tạo ra hương vị đắng của sô-cô-la. Ngay cả một số loại sô-cô-la đen cũng cần một số loại đường để mọi người thưởng thức chúng. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới trong nghiên cứu hiện tại trong khoa học thực phẩm chỉ ra những nỗ lực nhằm hiểu rõ hơn cách chế biến hạt cacao có thể ảnh hưởng đến hương vị của cacao và cải thiện khả năng thưởng thức của nó mà không cần phụ gia. Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Penn State cùng với người sáng lập công ty sô-cô-la Patrick Sô-cô-la đã xem xét cụ thể các phương pháp rang hạt cacao khác nhau và cách nhiệt độ và thời gian rang tối ưu có thể cải thiện vị đắng của sô-cô-la, khiến nó ngon miệng hơn. Quá trình rang được sử dụng để sản xuất sô-cô-la vì nó giúp loại bỏ nhiều axit trong hạt cacao khiến sô-cô-la có vị đắng. Nghiên cứu bao gồm 145 người tham gia được yêu cầu lấy mẫu 27 sản phẩm sô-cô-la khác nhau, mỗi sản phẩm được chế biến với đậu rang theo những cách khác nhau để đánh giá phản ứng của mọi người. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng việc dựa vào nhận thức cảm quan để kiểm tra các sản phẩm sô-cô-la là một cách tiếp cận độc đáo để hiểu được vị đắng của sô-cô-la. Các phát hiện từ nghiên cứu cho thấy rằng mọi người thường thấy các sản phẩm sô-cô-la làm từ đậu rang ở nhiệt độ cao hơn trong thời gian dài hơn và không có đường thú vị hơn so với đậu được rang thô hoặc rang tối thiểu. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.